Hello các bạn. Xin chào, hôm nay là sáng thứ bảy và trời không có nắng. Hôm nay có ai đi picnic không? Và hôm nay Juni sẽ ngồi tám chuyện với mấy bạn về một loại trái, đó là trái bưởi. Đây, hình như có nơi còn gọi là trái roi nhỉ. Đây, ở đây mình gọi hai trái này là trái bưởi nha mấy bạn. Bưởi rồi. À, hôm nay thì thể theo yêu cầu thì mình sẽ nói là mỗi ngày chúng ta sẽ nên ăn một trái bưởi, nửa trái đến một trái. Nhưng mình thì tại vì bưởi nhà cho, chị cho nên là mỗi bữa mình ăn một trái. Một trái này thì nhỏ lắm, mình có thể ăn xong một chén cơm no và mình ăn cái này. Hoặc là các bạn ăn cắt bữa ăn ra 1 đến 2 tiếng coi như một bữa phụ cũng được. Thì ăn bưởi này sẽ làm rất là tốt cho sức khỏe các bạn, tốt cho da nè, cho mặt nè, đẹp nè, và ở bên trong nữa. Và bưởi thì nó rất là mát, và mấy bạn nè, nó còn tốt cho mấy bạn giảm cân nữa, bởi vì nó rất là ít calo. Rồi, tại vì ra anh đang tra bản nhật ký calo để coi là bưởi bao nhiêu calo, nên là tí ra anh coi xong ra. Không biết, nói chung là mấy bạn cứ tự 30 calo trên 100 gram. Qua đây nói tôn trọng người ta, xong người ta lại lên án. Bây giờ 30 calorie trên 100 gram ăn được, tức là cái quả bưởi mà rơi vào khoảng tầm mà 1 kg thì nó cũng chỉ có 300 calorie thôi. Ít nhỉ. Mà nguyên tính ra mà ăn cả hai trái bưởi này hả? Hai quả bưởi này chắc được 1 kg, trừ vỏ. Trừ vỏ ra thì cái phần bưởi chắc là tính ra là ít lắm luôn á. Ăn cả hai quả bưởi này vô là no ứ họng luôn, no kinh dị luôn. Ăn cả một quả bưởi này vô mà kêu mà ăn hết một quả bưởi vô mà ăn ra được gì nó chết liền luôn á. Em ăn được đó. Nhưng mà bây giờ là do em ăn cơm rồi em mới ăn được quả bưởi này. Nó còn ví dụ như giờ mấy bạn hỏi câu là đang buổi chiều đúng không? Đang thèm cái gì đó bỏ miệng nhai nhúc nhích ở văn phòng đúng không? Đó, để thấy như các bạn ăn một miếng bánh kẹo thì các bạn biết ở đó bữa cái video bánh đầu ăn một cái bánh vô lên 300-400 calorie rồi ngồi mà gặm nửa tiếng hết trái bưởi này, thì ngồi mà ăn hết trái bưởi này phải nửa tiếng ăn xong là cỡ 100 calorie. Rồi là no lắm luôn á, nên các bạn có thể yên tâm là có thể ăn bưởi mỗi ngày và mỗi bữa nha. Nếu không các bạn ấy thì ăn cắt bữa cơm ra, bởi vì theo khoa học thì là không nên ăn trái cây sau liền sau khi ăn cơm đó. Mấy bạn có thể tìm đọc cái này trên Google. Và nếu mấy bạn không thể ăn bưởi, mấy bạn không thích nhai á, thì mấy bạn có thể ép ra nước. Và ép ra nước thì đừng pha thêm đường nha mấy bạn, đừng pha thêm đường hay mật ong, bởi vì nó sẽ tăng lên và mấy bạn sẽ không có tác dụng mà giảm cân đâu. Bưởi thì không mà bỏ đường hay mật ong, bởi vì bưởi ăn bình thường được. Nhưng mà có một ai nói, nhưng mà bình thường là do là mấy quán hay là mấy bạn mua bưởi ép ở ngoài thì người ta sẽ không ép bưởi riêng ra ngoài đâu, người ta sẽ ép nước cốt bưởi ra rồi pha thêm nước vô để cho nó nhiều quá, hiểu không? Bán cho nó lời xong sau đó người ta muốn có vị ngọt, người ta phải pha thêm đường vô hoặc mật ong vô để tạo cho mình cái cảm giác là giả. Bởi vì khi mà pha đường với mật ong vô cái nước nó sẽ quẹo lại đó. Đó là cảm giác bị đánh lừa. Rồi thêm một cái thông tin về bưởi nữa cho các bạn, đó là bưởi nó giúp cho cơ bắp của các bạn phục hồi rất là nhanh, bởi vì nó rất là nhiều vitamin C. Nó như thế này, cái cơ của bạn nó như thế này, khi mình tập mình cuốn co vô, duỗi ra co duỗi thì cái khối cơ ở đây nó được căng ra, được giãn ra và nó còn protein để nó tái tạo và nó phục hồi. Nhưng mà để nó tái tạo phục hồi nhanh hơn thì cái vitamin C nó giống như cái cầu nối vậy đó, càng nhiều cầu nối kết nối càng nhanh, phục hồi càng nhanh. Nên đó là lý do tại sao tôi luôn khuyên các bạn là khi mà chúng ta tập luyện nhẹ hay nặng hãy nên ăn nhiều rau củ quả trái cây, vừa giúp giảm mỡ vừa giúp các bạn phục hồi rất là nhanh. Nó rất là tốt luôn á. Rồi nên là các bạn nhớ là ép ra hoặc xay ra thì các bạn đừng pha thêm đường hay là mật ong. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn mà nó có chất xơ nữa thì các bạn nên bỏ công ngồi nhai một xíu, bởi vì nó sẽ có chất xơ hơn mình ăn trong quả bưởi. Bởi vì ép ra là chỉ có lấy nước thôi. Đúng rồi, ăn nên cơ thể nên ăn và cung cấp chất xơ tự nhiên cho cơ thể, nó ngăn cản cái quá trình hấp thu cái lượng chất béo trong cơ thể rất là tốt luôn. Và nó giúp bạn nhuận tràng tốt, giúp tràng chữa những cái việc táo bón, ổn định hệ tiêu hóa của bạn. Cái vấn đề nó quan trọng lắm luôn á. Và cái này các mỗi ngày các bạn có thể ăn một quả nè, một quả như thế này. Đó, có như ra anh nói là 100 gram thì có 30 calo thì mới tính là thành thật ăn được thôi, nên mấy bạn cứ nhân tỷ lệ lên.
Và quả này cỡ tầm 50% ăn được à. Nhưng mà đừng đừng bạn nào vì giảm cân quá mà áp dụng một cách triệt để giống như là chị uống nước bưởi ăn bưởi thay cho đồ ăn nha. Cái này chỉ là phụ thôi, mấy bạn cần phải có cơm nè, có thịt cá rồi có rau nữa. Tại vì đôi khi bạn phải cân bằng, bởi vì nếu mà bạn chỉ giảm cân mà bạn không xây dựng cho cơ thể bạn cái sức mạnh săn chắc đến từ những cái cơ thể săn chắc từ cơ bắp, từ thịt cá kiểu, thì vấn đề bạn giảm cân là bạn giảm luôn cái sức khỏe của bạn đó, cái điều đó là không nên. Bạn giảm cân vẫn phải nên khỏe mạnh, có sức sống và vẫn có thể bưng tạ rầm rầm như hàng gì, thì đó mới là giảm cân hiệu quả nha. Rồi mọi thứ đúng thì áp dụng cùng nhau nha. Bye 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 các bạn nha.